Đầu tiên là cho Phương xin phép chào cả nhà nha. Đó, hôm nay Phương sẽ cũng sẽ để ra video là Phương sẽ giải thích từng cái dụng cụ để làm nấm nha cả nhà. Chứ không Phương không gom lại chung nữa. Nó gom chung thì nói nó không 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 kiểu như không không rõ ràng cả nhà. Đó, rồi hôm nay là Phương tới cái đồng hồ này nha cả nhà. Nó cái đồng hồ này tác dụng nó để làm gì? Nó cái đồng hồ này thì không cần ở trong à, làm ở ngoài trời thì không cần nha cả nhà. Còn làm trong 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 ai làm ngoài trời thì không cần, ai còn ai làm trong ngoài trời, ở trong nhà thì bắt buộc phải cần nha cả nhà. Đó, phải bắt buộc nha. Đó, Phương cũng nhắc lại là Phương không phải nói để Phương bán được hàng. Đó cả nhà, Phương không phải bày ra để Phương bán hàng, nhưng mà nó rất là quan trọng trong nghề nấm nha cả nhà. Đó, cái này để làm gì? Cái này là cái này với cái nhiệt kế, với cái chai dinh dưỡng là một cái cầu nối để cả nhà đến thành công. Đó, Phương không nói là có cái này cả nhà mới thành công nha. Phương nói có cái này là cái cầu nối để cả dẫn cả nhà tới thành công thôi, chỉ là cái nó tóm lại là cái kiểu như cái thúc dẫn vậy đó. À, cái kiểu nói nôm na là vậy cả nhà. Đó rồi, cái này Phương giải thích là cái nhiệt độ bên trên nha, cái nhiệt độ cái vòng to bên trên là nhiệt độ, còn cái vòng nhỏ bên dưới là ở độ ẩm nha. Và Phương nói chỉ nói cho những người chưa biết thôi nha, Phương giải thích cho những người chưa biết thôi nha, còn ai biết rồi thì cả nhà nhắn cho Phương xin một like hoặc là à, bình luận gì đó để cho video của Phương nó hoàn thiện hơn nha. Đó, Phương chỉ nói cho những người chưa biết thôi. Rồi cái vòng trên là nhiệt độ, vòng dưới là độ ẩm nha. Đó, cái đồng hồ này cả nhà treo trong phòng nha cả nhà. Đó, để làm chi? Để cả nhà biết được cái nhiệt trại nó như nào. Đó, để biết được cái nhiệt trại như nào, Phương nói thiệt nóng quá thì cái nấm nó cũng chết, nó bị tóp lại nó chết, lạnh quá nó còn bị chết, nó không phát triển được. Đó, để cái này để làm gì? Để cái này cả nhà biết, cả nhà treo ở trong 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 phòng để cả nhà biết, để xem nhiệt độ nó bao nhiêu, để cả nhà hạ hạ và tăng nhiệt độ chạy kịp thời nha cả nhà. Đó, ví dụ mà lúc ủ tơ là tầm 30 nha cả nhà, 30 tới 35 là được, trong khoảng đó, không từ 28 đấy cả nhà nha, từ 28 đến 35 trong khoảng đó thôi cả nhà, đừng quá quá nha, quá quá thì nó nhiệt độ nó cao quá thì nóng quá nó không có độ ấm là mô nó bị khô nha cả nhà. Nó còn cái nhiệt độ, cái độ ấm bên dưới là tầm che trong phòng là tầm 70 80 là được cả nhà, cả nhà 8 cả là lúc cái tơ đó cả nhà, như cây mèo á, lúc ủ tơ á là tầm 80 hay là được rồi. Đó, trong 80 là được. Trong rồi cái lúc mà hình thành ghim á cả nhà, lúc cả nhà giữ sao cho nó tầm 80 hoặc 85 là ok nha cả nhà. Đó, cái này cả nhà cứ treo trong phòng để treo trong phòng á cả nhà, để lấy cái hộp này ra cả nhà. Phương gửi là cả nhà lấy cái này ra nha. Đó, lấy cái bì mà chỉ xài cái vòng tròn bên trong này thôi nha cả nhà nha. Đó, rồi Phương nhận giao hàng toàn quốc nha. Ai đặt hàng cứ liên hệ tới số 0374740446 để Phương giao hàng cho nha. Đó. Cả nhà nha. Rồi, giờ Phương cũng nói ngắn gọn vậy thôi để tốn thời gian của nha cả nhà. Nói ít cả nhà hiểu nhiều là được rồi. Rồi, Phương chào cả nhà nha.